toàn thể vũ trụ đang đi vào trong chúng ta. Sự tồn tại của vạn loài trong vũ trụ này được cấu thành từ 4 yếu tố. 4 yếu tố đó là đất, nước, gió và lửa. Không có gì cấu thành mà nằm ngoài 4 yếu tố này cả, và ngay chính cơ thể bạn cũng vậy. Cơ thể bạn cũng được cấu thành từ 4 yếu tố đất, nước, gió và lửa. Điều đó có nghĩa là trong cơ thể bạn cũng đang chứa đựng đại dương bao la, mặt trời rực đỏ. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết một bài hát trong đó có câu: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Đó là một cái nhìn đầy tính thiền và trí tuệ. Giống như loài sen quý mọc lên từ bùn, cơ thể của chúng ta cũng được hình thành từ bụi đất. Bụi đất trở thành cơ thể của bạn và tôi. Quá trình để bụi đất trở thành hình hài này của chúng ta vô cùng thiêng liêng và huyền nhiệm. Cơ thể của chúng ta là một nhiệm màu, toàn thể vũ trụ đang đi vào trong chúng ta mỗi giây phút thông qua hơi thở, thông qua sự thẩm thấu năng lượng qua các huyệt đạo, các lân xa và thông qua thực phẩm ta ăn hàng ngày. Và chúng ta cũng đang hiến tặng một phần của chúng ta ngược lại cho vũ trụ. Bản thân sự hiện hữu của mỗi chúng ta thật sự là một phép màu, một điều gì đó vô cùng linh thiêng. Nhưng trong đời sống hàng ngày, ta đã vô tình đánh mất đi tính linh thiêng này. Ta đã không còn ý thức về tính linh thiêng này. Và vì vậy, Phật, Chúa, các vị Bồ Tát, các đấng thiêng liêng đã dần xa ta. Thật ra Phật, Chúa không xa ta, các đấng thiêng liêng không xa ta, nhưng chính chúng ta xa các ngài bởi vì tâm thức của chúng ta không còn tương ưng, tần số không còn thích hợp nữa. Chúng ta cần phải nâng tầng tâm thức của mình lên tần số cao hơn bằng cách không ngừng phát triển bản thân về hướng tích cực nhất. Thường xuyên thanh lọc, tẩy rửa tâm hồn để cho bên trong nội tâm ta trở nên thuần khiết và trong suốt.